người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Tư duy nguyên tắc đầu, hay thỉnh thoảng được gọi là sự biện luận từ nguyên tắc đầu, là một trong những sách lược hữu hiệu nhất mà bạn có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp và đề xuất các giải pháp sơ khởi. Và đó cũng có thể là cách tiếp cận tốt nhất để tư duy độc lập. Các cách tiếp cận tư duy nguyên tắc đầu đã và đang được áp dụng bởi những tư duy tầm cỡ, trong đó có cả các nhà đầu tư, nhà chiến lược quân sự, nhà triết học cổ đại, nhưng lại chẳng ai áp dụng hiệu quả được như Elon Musk. Năm 2002, Elon Musk đã bắt đầu cuộc thực nghiệm đưa tên lửa đầu tiên lên sao Hỏa, một ý tưởng mà sau này đã thành lập ra hãng hàng không vũ trụ SpaceX. Ông ấy đã bắt tay vào cuộc thử thách một cách mau mắn, không do dự. Sau những chuyến tham quan nhiều hãng hàng không vũ trụ trên thế giới, Elon Musk phát hiện ra giá của một chiếc tên lửa lên tới 65 triệu đô. Với cái giá đắt sắt ra miếng như vậy, ông bắt đầu suy nghĩ lại việc này. Tôi có xu hướng tiếp cận mọi thứ trên nền vật lý, Elon Musk đã nói thế trong một lần phỏng vấn. Vật lý dạy bạn suy luận từ nguyên tắc đầu, thay vì chỉ chấp nhận thuộc tính của vạn vật. Vì thế tôi nói, ok, nhìn vào nguyên tắc đầu, thì tên lửa làm từ cái gì? Hợp kim nhôm, chuyên dùng cho ngành hàng không vũ trụ, cộng thêm titan, đồng, sợi carbon. Rồi tôi hỏi tiếp, thế thì giá của chúng trên thị trường là bao nhiêu? Hóa ra, mua hết những nguyên liệu đó chỉ tốn dưới 2% so với giá thông thường của một chiếc tên lửa. Thay vì mua luôn một chiếc tên lửa với giá hàng chục triệu đô, thì Elon Musk đã quyết định thành lập một công ty mua những nguyên liệu thô với giá rẻ và tự chế tạo tên lửa. SpaceX đã ra đời. Trong vài năm, SpaceX đã giảm đi chi phí sản xuất một chiếc tên lửa gần 10 lần so với giá trước đó mà vẫn thu được khoản hời. Musk vận dụng tư duy nguyên tắc đầu để phân rã vấn đề tới mức nguyên bản của nó, phá vỡ rào cản chi phí của ngành hàng không vũ trụ và tạo nên nhiều giải pháp hiệu quả. Tư duy nguyên tắc đầu là hành động phân rã một tình huống đến những điều mà bạn biết chắc là đúng, triển khai ra từ đó. Hãy thử bàn về việc bạn có thể vận dụng tư duy này như thế nào ở trong cuộc sống và công việc. Định nghĩa về tư duy nguyên tắc đầu. Nguyên tắc đầu là một nhận định cơ bản mà không thể truy nguyên thêm được nữa. Hơn 2.000 năm trước, Aristotle đã định nghĩa nguyên tắc đầu là cơ sở đầu tiên mà một thứ được biết đến. Tư duy nguyên tắc đầu là nói một cách đặc biệt của câu tư duy như một nhà khoa học. Các nhà khoa học không nhận định mọi thứ, họ bắt đầu với câu hỏi điều gì thực sự đúng trong những điều mà ta chắc chắn là đúng, cái gì sẽ được chứng minh. Về lý thuyết, tư duy nguyên tắc đầu đòi hỏi bạn phải đào sâu hơn nữa, cho đến khi nào còn lại sự thật nền tảng, cái gốc của vấn đề thì thôi. René Descartes, triết gia và là nhà khoa học Pháp, đã khái quát cách tiếp cận này bằng một phương pháp mà ngày nay gọi là Cartesian Dunt. Trong đó ông nói, hoài nghi một cách có hệ thống tất cả những gì mà tôi có thể hoài nghi cho đến khi nào còn lại những điều không thể chối cãi. Thực ra thì trên thực tế, bạn không nhất thiết phải đơn giản hóa mỗi vấn đề đến cấp độ nguyên tử của chúng để được lợi ích tư duy nguyên tắc đầu. Chỉ cần đi sâu thêm một hoặc hai cấp độ hơn hầu hết mọi người là được. Những phương pháp khác nhau xuất hiện ở những lớp trừu tượng khác nhau. John Boyle, phi công chiến đấu kiêm nhà chiến lược quân sự nổi tiếng, đã tạo ra một bài trắc nghiệm tư duy như sau, trình bày cách sử dụng tư duy nguyên tắc đầu một cách rất thực tế. Tưởng tượng, bạn có ba thứ sau: một chiếc thuyền máy kéo theo người lướt sóng phía sau, một chiếc xe tăng quân đội và một chiếc xe đạp. Bây giờ, hãy chia các mục này ra thành các phần cấu thành của nó. Thuyền máy thì có động cơ, vỏ tàu và một đôi ván trượt. Xe tăng thì có bệ kim loại, áo giáp bọc thép và súng. Xe đạp thì có tay lái, bánh xe, bánh răng và yên xe. Bạn có thể tạo ra thứ gì từ những phần tử này? Một lựa chọn là tạo ra xe trượt tuyết từ tay lái và yên xe, bệ kim loại của xe tăng, động cơ và ván trượt từ tàu. Đây là quá trình tư duy nguyên tắc đầu. Nói một cách ngắn gọn, phân rã bài toán về tận cùng cơ bản nhất và rồi kết nối chúng lại với nhau, thành ra một giải pháp hữu hiệu, phân rã rồi tái lập. Cách tư duy nguyên tắc đầu thúc đẩy sự đổi mới. Ví dụ về chiếc xe trượt tuyết cũng làm nổi bật lên biểu hiện khác của tư duy nguyên tắc đầu,
đó là sự kết hợp của nhiều ý tưởng từ những lĩnh vực mà tưởng chừng là không mấy liên quan đến nhau. Một chiếc xe tăng và một chiếc xe đạp dường như là không có điểm chung, nhưng các phần của xe tăng và xe đạp thì lại có thể kết hợp để phát triển sự đổi mới, là một chiếc xe trượt tuyết. Những ý tưởng đột phá nhất trong lịch sử cũng là kết quả từ việc phân rã đến nguyên tắc đầu và rồi đưa ra một giải pháp hiệu quả hơn cho các nhân tố chìa khóa. Ví dụ như là John Hannes đã kết hợp công nghệ của máy ép trục vít, một thiết bị được sử dụng để làm rượu, với công nghệ in chữ rời, giấy và mực để tạo ra chiếc máy in. Mà trước đó, công nghệ in chữ rời đã phổ biến được hàng thế kỷ, nhưng John Hannes là người đầu tiên nghĩ đến các bộ phận cấu thành của quy trình và điều chỉnh công nghệ từ một lĩnh vực hoàn toàn khác để làm cho việc in ấn hiệu quả hơn rất là nhiều. Kết quả là sự đổi mới đã thay đổi thế giới và là cuộc cách mạng về phân phối thông tin rộng rãi lần đầu tiên trong lịch sử. Giải pháp tối ưu không nằm ở nơi mà mọi người đã nhìn thấy. Tư duy nguyên tắc đầu giúp bạn tập hợp thông tin từ các lĩnh vực khác nhau để tạo nên những ý tưởng mới, những sự đổi mới. Bạn bắt đầu bằng việc đi vào thực tế. Một khi bạn đã có nền tảng, bạn có thể lên kế hoạch để cải thiện từng phần nhỏ. Bằng một cách tự nhiên, quá trình này đưa chúng ta đến một khung trời các sản phẩm thay thế tốt hơn. Vậy thì chướng ngại của tư duy nguyên tắc đầu là gì? Tư duy nguyên tắc đầu có thể được mô tả dễ dàng nhưng thật khó để thực hành. Một trong những chướng ngại cơ bản đối với tư duy nguyên tắc đầu là xu hướng tối ưu hình thức hơn là tính năng. Câu chuyện về chiếc vali sau đây là một ví dụ hoàn hảo. Ở thời La Mã cổ đại, những người lính sử dụng túi da và túi đeo chéo để mang thức ăn khi cưỡi ngựa qua vùng nông thôn. Vào thời điểm ấy, người La Mã có những phương tiện với bánh xe, được biết như là xe ngựa các loại. Tuy nhiên, trong hàng ngàn năm, không ai nghĩ đến việc kết hợp túi và bánh xe. Chiếc vali kéo đầu tiên mãi cho đến năm 1970 mới ra đời, khi mà Bernard Shadow đang vận chuyển hành lý của mình qua một sân bay và nhìn thấy một công nhân lăn một chiếc máy nặng trên đường trượt của bánh xe. Trong suốt những năm 1980 đến năm 1990, túi da chuyên dụng cho các mục đích cụ thể, ba lô đi học, ba lô để đi bộ đường dài, vali đi du lịch, dây kéo được thêm vào ba lô vào năm 1938. Ba lô ni lông được bán lần đầu tiên vào năm 1967. Mặc dù đạt được những cải tiến như vậy, hình dáng của chiếc túi hầu như là không thay đổi. Các nhà đổi mới đã dành toàn bộ thời gian để thực hiện những sự lặp lại trên cùng một chủ đề. Những thứ mà chúng ta tưởng là đổi mới thường là sự lặp lại của các hình thức trước đó hơn là cải tiến chức năng cốt lõi, trong khi những người khác vẫn tập trung vào chuyện làm thế nào để tạo ra một chiếc túi tốt hơn về hình thức, thì Shadow lại suy xét đến việc làm sao để lưu trữ và di chuyển đồ đạc hiệu quả hơn là tính năng. Tư duy độc lập là như thế nào? Xu hướng bắt chước của con người là rào cản phổ biến đối với tư duy nguyên tắc đầu. Khi hầu hết mọi người hình dung về tương lai, họ hoạch định cho hình thức hiện tại nhiều hơn so với hoạch định cho tính năng. Ví dụ, khi lên án sự phát triển của công nghệ, một số người đòi hỏi rằng các ông đã làm ra chiếc xe bay chưa? Đây là câu trả lời. Chúng ta đã có xe bay rồi cơ mà, chúng được gọi là máy bay còn gì nữa? Người nào hỏi câu kiểu như vậy thì chứng tỏ họ quá chú trọng về mặt hình thức. Một vật thể bay có dạng như một chiếc xe hơi và bỏ qua tính năng di chuyển trên không. Đây là một điểm mà Elon Musk đã đề cập khi ông nói rằng nhân loại thường sống theo số đông. Hãy cẩn trọng với những ý tưởng mà bạn tiếp thu. Những luật lệ cũ và các hình thức trước đó thường được chấp nhận mà không có bất kỳ câu hỏi nào đặt ra. Và một khi được chấp nhận, chúng bị rào xung quanh bởi một ranh giới mà sự sáng tạo bị bỏ lại ở bên ngoài. Sự khác biệt này là điểm phân biệt then chốt giữa cải tiến liên tục và tư duy nguyên tắc đầu. Cải tiến liên tục có xu hướng xảy ra trong ranh giới được thiết lập bởi tầm nhìn ban đầu. Trong khi đó, tư duy nguyên tắc đầu đòi hỏi bạn buông bỏ sự chấp nhận về các hình thức và đặt tính năng ở vị trí trung tâm. Chúng ta đang cố gắng gặt hái điều gì? Đâu là kết quả đầu ra đáp ứng về mặt tính năng mà chúng ta đang tìm kiếm? Tối ưu tính năng, không chấp vào hình thức. Đây là cách để bạn tư duy độc lập. Sức mạnh của nguyên tắc đầu. Chớ trêu thay, có lẽ cách tốt nhất để phát triển các ý tưởng tiến bộ là bắt đầu bằng việc phân rã mọi thứ đến mức cơ bản. Thậm chí, nếu như bạn cố gắng phát triển những ý tưởng sáng tạo, hiểu nguyên tắc đầu trong chuyên môn của bạn là cách để sử dụng thời gian một cách thông minh. Nếu những vấn đề cơ bản mà còn không nắm vững thì đừng mơ mà nghĩ đến những cơ hội cạnh tranh. Mỗi sự đổi mới, gồm cả những đột phá, đòi hỏi một quá trình dài của sự lập đi lập lại và cải tiến. Như SpaceX đã thực hiện rất nhiều cuộc mô phỏng
tiến hành hàng nghìn cuộc sửa đổi và thử nghiệm khác nhau trước khi họ nhận ra cách để chế tạo một cái tên lửa với giá mềm và có thể tái sử dụng. Tư duy nguyên tắc đầu không bác bỏ nhu cầu cải tiến liên tục, nhưng là thay đổi hướng cải tiến. Không có nó, bạn dùng thời gian của mình để thực hiện một số thay đổi nhỏ trên chiếc xe đạp thay vì xe trượt tuyết. Tư duy nguyên tắc đầu đưa bạn đến một quỹ đạo khác. Nếu như bạn muốn nâng cao hiệu suất quy trình sẵn có hoặc củng cố niềm tin, thì sự cải tiến liên tục là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu bạn muốn học cách tư duy độc lập, thì tư duy nguyên tắc đầu là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.